Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì nhân ai cho biết mình là một seller bán sản xe tay. Facebook của mình là Facebook bay hải gác, còn không thì các bạn vào cái bay của mình, bay của mình là bay super gác. Nếu các bạn tìm không ra Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào đó thì các bạn cứ gửi hình cho mình, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái túi đến từ thương hiệu Dior. Thì cái túi này rất là đặc biệt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Đây, trên tay mình là một cái box của Dior. Thì cái box này nó hơi to mọi người ha. Với lại do nó màu trắng nữa, thành ra nó khó bảo quản. Khi mà gửi về nó sẽ dễ bị kiểu như là dơ hay là bị cấn gãy mọi người không. Nhưng mà cái box này chắc cũng không quan trọng ha. Miễn sao có box là ok rồi. Thường đa số túi thì ít có box lắm. Nhưng mà Dior hay là Chanel hay là những cái hãng Louis Vuitton nữa mọi người, thì đa số chắc chắn là sẽ có box. Tại vì không có box thì nó sẽ bị mất cái giá trị của nó hơn. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái dust bag Dior nè mọi người nè. Nó có một cái nơ để thắt cái túi nữa. Đấy không? Nó có một cái nơ để thắt cái hộp lại nữa, nhưng mà tại vì mình thắt vô trong cái túi luôn rồi. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem ha. Đây, thì đây là cái dust bag của thằng Dior. Nó giống như là cái lúc trước mình đã làm một cái giày á mọi người, nó cũng có một cái logo này nè mọi người, một cái bóc ấy, một cái gì ta? Dust bag là hình chữ Dior. Nhưng mà mình thấy cái thằng dust bag của Dior đôi giày á, nó sẽ có cái chữ Dior là nổi luôn á, còn cái này nó làm không có nổi mọi người ha. Rồi. Thì đây, ở bên trong mình có một cái túi này là gọi túi Vatini mọi người ha. Cái em này là Vatini, kiểu như là phiên bản lớn mọi người, phiên bản như là túi đựng đồ trang điểm đây đó. Đối với Dior thì đây là một cái túi đựng đồ trang điểm thôi. Nhưng mà với người Việt Nam mình thì mua về họ có thể phối đồ nè, hoặc là phối những cái chóp của cái Dior mọi người, mang rất là đẹp luôn. Nếu mà ai đã là một cái fan của Dior rồi thì lúc nào cũng sẽ có những cái chóp của Dior ha. Thì em này là phiên bản của nó, là phiên bản kiểu như là thêu mọi người. Em mọi người thấy không? Như là bây giờ phiên bản Dior nó ra rất là nhiều luôn, những cái túi mà tote bag á, nó sẽ thêu nhiều nè, nó có chữ Christian Dior, rồi nó có thể thêu những cái tên của mình ở ngoài sau đó mọi người ha. Đây, thì đây là cái nơ mà mình nói mọi người nè, cái nơ này thì mình đã quấn vào cái dây này nè để mà cho nó đẹp hơn mọi người, giống như là quấn vào những cái túi của Hermes đó mọi người đó ha, rất là đẹp luôn. Nhưng mà quấn cũng xinh, tại mình thấy là khi mà cái bạn quấn lại á, thì mình cầm nó đỡ dơ hơn. Cái phần mà quai đẹp của nó mọi người, nó giống như là một cái dây thắt nè mọi người, có thể chúng ta có thể tăng đơ được nè mọi người, được không? Tăng đơ được, hoặc là các bạn dùng cái chóp á mọi người, các bạn gắn vào, các bạn làm một cái dây đeo luôn, cũng rất là đẹp luôn. Ở mặt trước thì nó sẽ có hai cái khóa mở ra mọi người nè, nó có chữ Christian Dior, và cái này là đều thêu hết mọi người nha. Nè, thêu rất là đẹp luôn, có chữ Paris ở đây nè. Và đây là họa tiết của nó, là họa tiết cây cỏ mọi người ha. Nó có phiên bản họa tiết monogram Dior và phiên bản gì ta của con cọp mọi người. Nhưng mà mình mua được cái này với cái giá off bill rất là tốt, và đã có khách mua rồi, chỉ có một chiếc thôi mọi người ha. Và mình đã có khách mua thì mình review cho các bạn xem thôi. Ở cái phần khóa mọi người, mình rất là thích cái phần khóa này, nó làm kiểu như giả cổ mọi người, nó không bị chày, không có bị giống như là khi mà các bạn mua mà nó bóng bẩy quá mà chúng ta bảo quản không tốt đó mọi người, nó bị chày á, thì thành ra là nó sẽ rất là xấu và nhìn nó sẽ rất là nham nhở. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong cho mọi người xem luôn ha. Đây thì cách mở thì chỉ cần mở ra vậy thôi, nó giống như là cái túi nano của thằng Louis Vuitton rồi mọi người à. Đây ở bên trong mọi người nè, ở bên trong thì tất cả đều là vải thêu hết luôn mọi người nè, rất là đã. Rồi những cái này rất là xịn luôn mọi người ha. Ở trên đây nó sẽ có một cái ngăn để chúng ta đựng những cái thẻ hay là những cái gì đó tùy chúng ta ha, những cái nào mà dễ rớt thì chúng ta đựng ở đây. Cái này thì mình nghĩ là các bạn nên mua một cái lót form để bỏ vào xài sẽ bảo quản cái túi tốt hơn. Đây là các bạn nè. Cái chỗ mà khóa mà mình nó cũng có cái chữ Christian Dior không, nó làm rất là kỹ luôn mọi người. Và đây nó cũng sẽ có một cái ngăn để chúng ta đựng những cái đồ gì đó linh tinh. Và đây Made in Italia mọi người ha. Ở bên hông mọi người nè, nó sẽ có hai cái ngăn nha mọi người, kiểu như là nó chia đều ra để chúng ta đựng những cái điện thoại hay đựng cái gì đó ở đây nè ha. Nó cũng có sẽ có một cái thẻ như là thẻ giấy của thằng Christian Dior, lúc nào cũng có cái này mọi người ha. Thì cái này nó làm bằng tất cả là bằng vải thêu hết mọi người à. Thành ra là chúng ta bảo quản cũng không có sợ kiểu như là dơ hay gì đâu. Tại bên trong nó đều là màu xanh, xanh navy mọi người nè. Còn bên hông thì tất cả này á, khi mà các bạn để đồ rồi nó dơ mình cũng không thấy được đâu. Mình chỉ sợ dơ những cái phần này thôi nè, nó đen thì nó sẽ xấu thôi. Nhưng mà Christian Dior làm cái này á, là cái màu kiểu như là nó sẽ hơi bị ngã ngã một xíu, chứ không phải là trắng mà trắng xóa. Trắng xóa thì mai mốt mà nó dơ thì sẽ rất là xấu mọi người ha. Thì theo mình á, những ai mà thích cái đựng đồ nhiều á thì chúng ta mua cái thằng phiên bản này là ok nhất. Giống như là những cái bạn nào mà
đã từng có ý định mua cái thằng Louis Vuitton thì nó sẽ có hai size, một cái size mini, một cái size là nano. Thì cái size nano thì rất là nhỏ, nó chỉ là đựng để mà trang trí đẹp thôi, mang cho đẹp thôi. Còn cái size mini thì nó sẽ ok hơn. Cái em này thì nó giống như là cái túi của thằng Chanel vậy mọi người. Size của nó tầm khoảng 21, 22 gì đó mọi người, và chiều cao của nó cũng cao luôn, nó rất là to. Thì các bạn có thể xách đi mang đi tiệc cũng đẹp nè, hay là các bạn phối dây, mít dây đã đeo cũng ok luôn. Nhưng mà mình thấy là xách như vậy là rất là ok nhất, nhìn nó đẹp nhất nè. Thì nếu mà mọi người thích cái Dior này, mọi người cứ inbox cho mình đi. Mình sẽ có những phiên bản khác ở trên store, nó đã đăng lên rất là nhiều luôn. Có những phiên bản nó có sẵn dây strap cho các bạn đeo luôn, nhưng mà cái size nó nhỏ hơn. Còn cái thằng này thì nó sẽ to hơn, nó không có cái dây strap đó, các bạn phải mua riêng của thằng Dior. Rồi, thì nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay, nếu mà các bạn thấy cái túi này mình chia sẻ về cái thông tin của nó bổ ích thì các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm nút chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi, bye bye, chào tụi mọi người.